Dạ em chào cả nhà mình ha. Hôm nay em đi giao cái con xe IM2000B nè cả nhà. Động cơ tư mì ha, nghe 7 là 72 ha. Bắt quyền mình vui ha cả nhà mình ha. Thì hiện tại đang lắp cái dàn sới vô ha. Sáng giờ thì cũng tiếp đón hai vị khách cả nhà. Một là anh trai Giang Ma IM2000B này ha, anh mua con chốt này ha. Còn hai là anh trai ảnh chốt cái con Mitsubishi TS 2080 ha cả nhà mình ha. Thì anh trai chốt con Mitsubishi TS 2080 thì ảnh về rồi cả nhà. Sẵn dịp ở đây thì em sẽ quay lại cho cả nhà mình xem cái con Ford 4600 ha. Đây là cả nhà. Em nói đây ha. Ford 4600 đời T7 ha cả nhà mình ha. Em này em cũng đã có lên video rồi ha. Thì sẵn dịp em đang ở đây thì em quay lại cho cả nhà mình cùng xem tham khảo chơi vui là chính ha. Cả nhà mình ai mà thiện chí mua thì mình có thể liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình ha. Gặp trực tiếp mình Tân Mỹ ha cả nhà mình ha. Ford 4600 đời T7 ha cả nhà mình ha. Em nó còn rất là đẹp luôn cả nhà mình ơi. Chút xíu nữa em chạy ra ngoài để cắm trại rồi em quay lại cho cả nhà mình xem ha. Sẵn em test máy rồi này nọ cho cả nhà mình xem tham khảo chơi vui ha cả nhà mình ha. Ford 4600 cả nhà mình ha. Thì do trong bãi nó cũng chật hẹp đó cả nhà. Với lại em cũng vội chạy cái con xe để em đưa cái con Yanma IM2000B về cho anh trai ở Bình Long á. Để em sẽ quay con xe này ngắn gọn cho cả nhà mình xem tham khảo chơi là chính ha. Ai thiện chí mua thì mình có thể liên hệ với anh Tư Mì ha cả nhà mình ha. Qua cái số điện thoại em để trong màn hình ha. Em này là Ford 4600 ha, đời T7 ha cả nhà mình ha. Mới vừa đăng kiểm về và đem lên đây luôn nha. Đem lên bãi 2. Địa chỉ là nông cơ Tư Mì ha, chi nhánh 2, khu phố 4, thị trấn Tân Thành, Bắc Tân Nguyên ha cả nhà mình ha. Sẵn cho cả nhà mình coi phần hơi hám em nó ha. Không hồn hết rồi luôn cả nhà mình ha. Ok con dê luôn, không có hộp hay thừa nào luôn. Bình máy là đẹp tuyệt vời ở mặt trời cả nhà mình ha. Đây, rất là đẹp luôn. Dạ. Rồi. Cỡ bình xuống rồi, rút cái này ra cho cả nhà mình xem ha. Ông nhắc không nổi không? Nói ông nhắc chút. Đây. Chưa rửa đáy gì luôn cả nhà mình ơi. Rất còn xinh giòn luôn ha. Xinh lè như con cá kè luôn. Đem nhãn con đầy đủ ha. Tháng ăn lắm ở nhà mình đó. Vỏ lốp thì có răng nước nhẹ thôi, không đáng kể cả nhà. Vỏ nghĩa địa mà. Thông số lốp là để em kiếm thông số lốp quay cho cả nhà mình xem ha. 12.4-36 cả nhà mình ha. 12.4-36 ha. Đây phần đích khu em nói nha. Quả đùi thì rất là to, rất là uy tín nè cả nhà mình ơi. Vỏ 4600 à. Rất là đã luôn. Đây em gãi cần ben lên. Test cho cả nhà mình xem luôn ha. Đây. Ben lên dù dầu ha.
xuống nè. Bền lên rất nhanh cả nhà mình ạ. Xuống sới hàng cả nhà mình ha. Đây. Phải dù dù. Nha. Hàng cả nhà mình ha. Dè rin hơn cả nhà. Đang dè nó sương rin ha. Rất là đẹp luôn. Thì bị về trong cô bãi thì nó hơi tối cả nhà, xin thông cảm ha. Trời T7 thằng cả nhà mình ha. Lên cho cả nhà mình xem cái đồng hồ ha. Cái giờ chạy của em nó là 2948 giờ cả nhà mình ơi. Cô máy rất bốc. Càng còi đầy đủ ha. Rất là ok con dê luôn. Có ý kiến nặng bụng nữa cả nhà mình ơi. Rất là đẹp luôn ha. Đây, hai cái hai bên ha. Rồi trả lái lại ngay vô. Lấy bánh chúng xin ơi, cỏ bánh xin ơi. Rồi lấy lái lại rồi vô vừa thôi trả lái lại ngay vô rồi. Do kho bãi hơi chật hẹp cái nhà mình ha. Em cũng về em nói vô trong đậu cho nó gọn cho ông chú quản lý ha. Thì em xin báo giá em kho 4.600 này cho cả nhà mình cũng biết ha. Nông cơ tương mày sẽ để lại em nói cho cả nhà mình với mức giá là 115 triệu ha cả nhà mình ha. Không qua bình, không qua xe vận chuyển ha. Em kho đời T7 ha cả nhà mình ha. Kho 4.600 đời T7 ha. Với mức giá là 115 triệu ha cả nhà mình ha. Em xin nhắc lại một lần nữa ha. Thì cả nhà mình có thể bấm một số điện thoại trên màn hình ha để gặp trực tiếp bên tương mày ha. Để biết thêm thông tin chi tiết về con xe nè, cũng như là xuống cọc chốt con xe cả nhà mình ha. Và bên nông cơ Tư Mì còn rất nhiều con xe đang chờ đón anh chị em cô chú mình đến xem xe ha, cũng như là mua xe và sử dụng cả nhà mình ha. Thì sau đây em xin tiết lộ một số thông tin về mấy cài vừa mới về bãi Bình Chánh nè cả nhà mình ha. Địa chỉ là xã Mỹ Yên, Lức, tỉnh Long An cả nhà mình ha. Nông cơ Tư Mì ha. Đó là em in tẹt 474 cả nhà mình ha. Em này là em in tẹt máy like cả nhà mình ha. Máy lại phạt ha. Thì hôm nay có rất nhiều anh trai yêu cầu lên cuộc in tẹt cho cả nhà mình ha. Thì em nó đã về ha. Thì cả nhà mình có thể ai mà yêu thích cái dòng in tẹt 44 này cả nhà. Máy like ha. Máy lại phạt ha. Máy xe Ferguson ha. Thì cả nhà mình có thể alo anh Tương Mì ha. Qua cái số điện thoại em để trên màn hình ha. Và trực tiếp anh Tương Mì nè. Để biết thêm thông tin chi tiết về con xe ha. Cũng như là xuống cọc chốt con xe ha. Thì em nó cũng đã được test nổ ok con dê hết rồi ha cả nhà mình ha. Chỉ cần giáp mấy cái bánh lên đi kiểm định là có thể giao xe ngay ha cả nhà mình ha. Đến 100% ha, chưa rửa ráy, chưa dọn dẹp luôn. Đặc biệt các cặp bánh nó quá xá đẹp luôn cả nhà mình ha. Giờ còn bây giờ em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ ha.